Trên mặt của học sinh này đột nhiên xuất hiện chữ tử. Anh ta là đại ca của Benny, tên là Imai. Tất cả mọi người ở xung quanh đều cảm thấy Imai không thể sống qua tuần này. Rốt cuộc anh ta đã làm gì? Hãy cùng Cuồng Phim xem hết nhé. Đại ca của Nanzo là Michihashi đột nhiên nhìn thấy đại ca của Benny là Imai lén đến trường của mình. Anh ta nhét thứ gì đó vào trong ngăn tủ của Riko, sau đó liền chạy mất. Tên nhóc này chẳng lẽ lại muốn giành Riko với mình sao? Michihashi mở ngăn tủ của Riko ra, phát hiện trong đó là một bức thư. Ôi trời, quả nhiên đó là một bức thư tình. Trong bức thư tình viết rằng, Riko đừng thích Michihashi một con khỉ đần đầu vàng. Trên đó có viết, thời gian hẹn hò là 4 giờ chiều ở trước cửa nhà vệ sinh trong công viên. Xem ra Imai vẫn không quên được Riko. Michihashi xem xong thì tức giận xé nát bức thư và chửi rằng, thằng ngu, đúng là thằng ngu. Lúc này Ito đi đến, Michihashi vội vã chạy mất nhưng những mảnh vụn của bức thư vẫn bị Riko nhìn thấy. Michihashi đi đến chỗ hẹn hò, anh muốn mai phục ở nhà vệ sinh đợi Imai đến sẽ sỉ nhục anh ta. Michihashi nhìn thấy một cây gậy bóng chày ở ngoài cửa, anh tiện tay cầm lên. Michihashi đi vào trong nhà vệ sinh, anh vô cùng sửng sốt, ôi trời, trong nhà vệ sinh có người đang nằm không hề động đậy. Anh đi đến lấy chân đá người đó vài cái, người này vẫn không hề phản ứng, chẳng lẽ anh ta chết rồi sao, chết thật rồi à? Michihashi đang định đi thì gặp phải Ito và Riko, hai người vô cùng hoảng sợ tưởng rằng Michihashi giết người. Ito trách móc Michihashi không thể ra tay nhẹ nhàng hơn chút sao, Michihashi nói không phải mình làm. Nhưng gậy bóng chày ở trên tay anh chính là hung khí, hơn nữa trên cây gậy còn dính vết máu. Lúc này Imai ôm Hoa đến chỗ hẹn hò, nhìn thấy cái xác ở dưới nền anh cũng rất bất ngờ, nhìn đồng phục này là năm nhất của trường Benny. Imai nói rằng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mày cũng không nên giết chết nó. Michihashi vội vàng giải thích, đã nói rồi không phải tao làm mà. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi của cảnh sát, Imai bảo Michihashi mau chạy đi, nhưng Ito và Riko lại nói nếu không phải mày làm thì đừng chạy. Michihashi suy nghĩ mất vài giây vẫn quyết định, 36 kế chuồn là thượng sách. Michihashi đi về nhà, trên đường về lại gặp phải cảnh sát đang đuổi bắt anh, Michihashi chỉ có thể cắm đầu chạy, anh ta vội nhảy vào bụi cỏ trốn được một kiếp. Michihashi muốn trốn đến nhà của Riko, nhưng vừa đến đây anh đã thấy cảnh sát rồi. Bố của Riko còn nói Michihashi thường xuyên đánh nhau, hy vọng họ có thể bắt Michihashi và tống anh vào tù. Lúc này Michihashi đã trở thành tội phạm truy nã, đến nhà cũng không về được, Michihashi đói bụng sôi ùng ục. Điều đáng sợ hơn là lúc này đã đến giờ ăn tối, anh đi tìm xem mùi thơm này bắt nguồn từ đâu, kết quả bị bác gái tưởng nhầm là biến thái nên hất cả chậu nước bẩn vào người. Cảnh sát nghe thấy tiếng ồn lại chạy đến, Michihashi trốn ở dưới một cây cầu hẻo lánh, anh ta chùm một tấm chiếu ngồi trong gió. Đến giờ anh vẫn không thể hiểu được tất cả chuyện này là do đâu. Đúng lúc anh đang nghi ngờ cuộc đời thì nhìn thấy một ngọn lửa linh hồn. Michihashi sợ đến mức bò dưới đất, sau đó anh vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy anh học sinh chết ở trong nhà vệ sinh, anh ta đến để đòi mạng. Michihashi sợ hãi hét lớn, không phải tao làm đâu, không phải tao, tao không giết mày. Thấy anh học sinh đó vẫn không chịu đi, Michihashi quỳ ở dưới đất, tao xin mày đấy, mày tha cho tao đi. Lúc này ngọn lửa linh hồn lại xuất hiện, Michihashi sợ đến mức bật khóc, còn nói sau này sẽ không làm chuyện xấu nữa. Lúc này những tiếng cười chế nhạo truyền đến, anh quay đầu lại nhìn là nhóm Imai và Tanigawa, sau lưng họ còn có hai chú công an, còn có cậu học sinh cấp 3 đã chết. Ba người này đều là diễn viên, lúc này Michihashi mới biết là mình bị Imai chơi một vố. Hóa ra tất cả mọi chuyện là cái bẫy do Imai đặt ra, Michihashi lúc nào cũng cười nhạo Imai, nhưng lần này Imai đã thắng. Imai vui vẻ sờ đầu Michihashi, rồi còn vui vẻ chụp lại hình kỷ niệm, sau đó còn mỉa mai Michihashi là một tên ngốc. Imai cười lớn sau đó bỏ đi, Michihashi mắt còn ngấn lệ vẫn chưa hết ám ảnh. Imai không thể nào ngờ rằng, trò chơi ngu của mình sẽ khiến cả đời anh phải hối hận. Ngày hôm sau, Michihashi đi học nhưng anh vẫn như người mất hồn. Còn về phía Imai, anh đem chuyện chơi đùa Michihashi, làm thành truyền đơn đi khắp nơi, tuyên truyền Michihashi ngu đến cỡ nào. Nhưng Michihashi là người có thủ tất báo, Riko nói với Imai, trên mặt anh lộ rõ điểm xấu, còn hiện rõ chữ tử ở trên mặt. Cô bảo Imai nhanh chóng chuồn đi để giữ mạng, Michihashi là người có thể thiết kế ra một vụ giết người hoàn hảo. Vừa nghe thấy thế Imai và Tanigawa cũng thấp thỏm bất an, Tanigawa là một quả đầu dựng ngược, định làm tóc giống như Ito để lừa Michihashi. Bên phía Michihashi, sau khi được thầy giáo điều trị bằng thôi miên, lúc anh ngồi trên sân thượng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đúng thế, là do tên khốn Imai đó, kế hoạch báo thù chính thức bắt đầu. Imai không tin điểm xấu sẽ đến, anh hiên ngang đi trên đường lớn, đột nhiên một bồn hoa rơi xuống, xém nữa đưa anh về chầu trời. Anh ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Michihashi ném xuống, Imai tức giận chạy lên lầu định tìm Michihashi tính sổ. Nhưng anh mới lên tới nơi thì Michihashi đã đứng ở dưới rồi, tốc độ nhanh như chớp vậy. Sau đó Imai ở bên đường nhìn thấy ba đứa bé đang ngồi xem cái gì đó, anh đi đến gần xem, ôi đệt, hình của anh bị cắm trên bãi cước chó. Mấy đứa trẻ còn ngạc nhiên hỏi, có phải là vua cước thối đó không? Đúng rồi, là anh ấy vua cước thối. Imai chính thức bị chọc giận, lúc này Michihashi ở đằng sau ném một cái lon, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy. Imai quay đầu lại, nhìn thấy lon đập trúng đầu đại ca Akeiser là Satoshi, anh bị Michihashi hãm hại, bị hơn 20 tên côn đồ Akeiser đuổi theo. Lúc này Imai cũng đã hiểu được, có miệng cũng không giải thích được là như thế nào, bị oan nhưng nói không ai nghe.
anh thảm hại chạy trốn. Lúc này Michihashi xuất hiện, Imai đuổi theo Michihashi, anh ta đuổi đến một căn nhà cao tầng bị bỏ hoang. Anh đi tìm bóng dáng của Michihashi, lớn tiếng nói nếu sợ tao thì tốt nhất mày nên xin lỗi đi Michihashi. Nhưng khi anh quay đầu lại, đột nhiên thấy cánh cửa này không có nắm đấm cửa, vậy thì mở kiểu gì được. Michihashi ở bên ngoài cười lớn, cánh cửa của căn phòng đã bị động tay động chân, lần này Imai không thể ra ngoài được. Imai chạy ra ngoài cửa sổ nhìn, đây là tầng 4, nếu nhảy xuống không chết cũng sẽ bị đần. Lúc này Michihashi xuất hiện ở bên cạnh, Michihashi nói nếu như tao bị bắt nạt, tao sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần, mày cứ ở đây chờ chết đi. Imai cảm thấy sợ hãi, dùng hết sức mình để hét lên gọi người đến cứu, có ai không, có bắt cóc, bắt giam người rồi, cứu tôi với. Nhưng xung quanh hoang vu không có một bóng người, đúng là gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa. Michihashi vô cùng đắc ý nói, anh chuẩn bị về nhà đây. Imai chịu thua bảo Michihashi tha cho mình, nhưng lại nghe thấy tiếng la hét ở phòng bên. Michihashi đi đến bên cạnh cửa sổ nói, chết rồi, để đề phòng bất chắc, anh đã đổ bê tông tất cả các nắm đấm cửa trong căn nhà này, lần này anh cũng không thể về được. Imai cười lớn nói Michihashi đúng là một tên ngốc, mày tự chui đầu vào cái bẫy của chính mình. Người ta gọi như thế là ngu không giới hạn đấy. Thời gian dần trôi, hai người bắt đầu tìm cách sinh tồn trong phòng kín. Imai đói muốn chết, Michihashi lấy ra một hộp cá, hóa ra anh muốn ở trước mắt Imai vừa kiêu căng vừa ăn cá. Nhưng anh lại quên mất không mang đồ mở hộp nên ăn không được. Lúc này Imai lấy ra một con dao, anh sợ tên vô lại Michihashi sau khi mở được hộp sẽ ăn một mình, nên anh đe dọa sẽ ném dao đi. Michihashi mắt rưng rưng lệ buồn bã nói, thật đáng buồn khi mày không tin tao, đã thế tao chẳng cần cái này nữa. Michihashi ném hộp cá xuống dưới lầu, Imai thấy làm vậy lãng phí quá. Michihashi nói, không tin tưởng nhau chi bằng cùng nhau chết đói. Imai cảm thấy hổ thẹn, xin lỗi nhé Michihashi. Imai để chứng minh mình tin Michihashi nên đã đưa dao qua cho Michihashi. Kết quả không ngờ rằng, Michihashi móc dây câu vào cái hộp, sau đó anh kéo cái hộp lên, Imai thấy vậy tức điên. Michihashi dùng con dao mở hộp ra, sau đó ăn ngon lành trước mặt Imai. Imai tức đến bật khóc, anh nhìn thấy hộp cá bị ăn hết, cái hộp bị ném đi, Michihashi cười lớn. Imai cũng không chịu thua, anh lấy kẹo cao su ra cũng ăn trước mặt Michihashi, mỗi lần chỉ cắn một chút xíu, rồi tấm tắc khen ngon. Michihashi bắt đầu xin xỏ, nhưng Imai chẳng thèm quan tâm. Lúc này Michihashi thấy giày vò Imai nhiêu đó là đủ rồi, anh vẫn nắm đấm cửa lén chuồn về nhà ăn cơm. Hóa ra Michihashi lại lừa Imai, lúc này Imai vẫn không hề hay biết gì. Kẹo cao su lấy đi hết toàn bộ nước trong người anh, cổ họng anh khô muốn cháy, anh mơ thấy Riko biến thành thiên sứ mang nước đến cho anh. Cứ như vậy Imai bị nhốt cả đêm, đến chiều ngày hôm sau, chẳng lẽ anh thực sự sẽ bị đói chết ở đây? Lúc này Michihashi lại xuất hiện, anh trang điểm cho giống một người sắp đói chết. Imai hỏi Michihashi sao tao gọi mà mày không trả lời, tao còn tưởng mày chết đói rồi cơ, giờ chúng ta phải làm sao, tao sắp khát chết rồi. Michihashi liền dụ dỗ anh, uống nước tiểu có thể bớt khát, người ta ở nơi thiếu nước cũng làm vậy, anh còn tốt bụng đưa một cái cốc qua. Thấy Imai chuẩn bị uống nước tiểu, Michihashi ở bên này cố gắng nhịn cười. Nhưng Imai lại thất vọng nói, sáng tao đi tiểu rồi, lâu rồi không uống nước tao không tiểu được, tiểu không ra tẹo nào luôn. Imai kiệt sức dựa vào tường, Michihashi bên này ngồi ăn, đột nhiên anh nghĩ ra một mưu kế. Giày da hình như cũng ăn được đó, đúng vậy giày được làm từ da trâu mà, có thể ăn được. Imai tin lời của Michihashi, há miệng cắn lấy chiếc giày. Sau một hồi cố gắng nhai không thành thì hét lên, thôi quá đi. Michihashi cười ẻ ra quần. Lúc này Kyoko và Akemi đi ngang qua, Imai hét lên như sư tử Hà Đông nhưng hai cô không nghe thấy gì cả. Còn Michihashi ở bên cạnh đang vẫy tay tạm biệt bọn họ, hai cô thấy thế đi thẳng. Sau đó Michihashi đưa vỏ chuối qua cho Imai, ăn cái này cho đỡ đói. Tao biết ngay mà thực ra mày cũng tốt lắm. Imai cảm động muốn khóc, cầm lấy vỏ chuối bỏ vào miệng, khuôn mặt tỏ vẻ hạnh phúc. Ngon lắm luôn, sau này ăn chuối tao sẽ ăn cả vỏ. Michihashi cười nghiêng ngả. Michihashi lại đưa một nắm rơm sang hỏi Imai có ăn không? Đương nhiên ăn rồi, động vật đều ăn rơm mà. Imai cầm lấy bỏ vào miệng, Michihashi lén chụp hình cho anh, không ngờ mùi vị của rơm cũng nồng nàn phết. Michihashi không thể nhịn cười nổi nữa, dùng đầu liên tục va vào tường. Sau đó anh lại đưa vỏ trứng qua nói là bổ sung canxi. Imai cầm lấy bỏ vào miệng ngay. Đến 7 giờ tối Michihashi lại dùng tuyệt chiêu. Anh lấy một thanh sắt lớn, dùng móc câu cá trên thanh sắt để câu sợi dây thừng ở dưới lầu. Anh nói với Imai, chỉ cần câu được dây thừng thì họ sẽ được cứu. Michihashi giả vờ như mình không đủ sức, bảo Imai làm chuyện nặng nhọc này. Imai nói chuyện nhỏ như con thỏ, việc nặng để tao làm. Ôi trời, thanh sắt này phải nặng cả trăm ký, khiến Imai mệt như chó. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng anh cũng câu được sợi dây thừng lên. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của Imai lập tức thay đổi. Anh nhìn thấy Michihashi dùng kéo cắt đứt sợi dây câu. Hóa ra Michihashi có thể ra ngoài, Imai bị tức ngất đi. Lúc này kế hoạch báo thù của Michihashi đã hoàn thành, mà phía sau của tòa nhà, Michihashi dùng cách tương tự để trêu chọc Tanigawa. Michihashi dùng máy ảnh chụp lại hình ảnh xấu xí của bọn họ dán ở khắp nơi. Imai bị mọi người chế nhạo, đây chính là hậu quả phải trả khi dám trêu chọc Michihashi. Tập phim hôm nay đến đây là hết. Tập ngày hôm nay là cặp bài trùng tập 7.
Câu hỏi của tập này, Imai ăn giày da, ăn vỏ chuối và ăn dơm, các bạn thấy ăn cái nào thê thảm nhất? Chọn ăn giày da bấm phím 1, ăn vỏ chuối bấm phím 2, ăn dơm bấm phím 3. Mitsuhashi vô cùng thông minh, Imai vẫn không thể lừa được Mitsuhashi, hai người vẫn nên làm lành làm anh em tốt với nhau thì hơn. Tập tiếp theo sẽ càng hấp dẫn hơn nhưng bọn mình sẽ không tiết lộ đâu, he he. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.